Yo yo, hello anh em hai hai. Vâng, chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Mình đã rất nghiêm túc đây. Chào mừng anh em quay trở lại với chương trình series tư vấn lựa chọn nhân vật. Đầu tiên là xin được cảm ơn anh em vì đã ủng hộ mình trong cái video tư vấn ở phiên bản 3.1. Video đó nhận được hơn 6.000 like. Nó còn nhiều like hơn cả cái video trước đó nữa. Có lẽ là do trong cái video gần nhất thì mình không có một chút toxic nào nên anh em cảm thấy thư giãn hơn. Và trong video này cũng sẽ như vậy nhá anh em. Ok. Vậy thì ở phiên bản 3.2 này, để trả lời cho câu hỏi là role ai giữa dàn nhân vật mới? Từ thảo thần Aida tới nhân vật Riran như là Yomiya, Chai và Yemiko. Hãy cùng với mình tìm kiếm câu trả lời trong video này nhé anh em. Ok, bắt đầu nha. Đầu tiên mình xin được nhắc đến Yomiya trước. Mình phải nói rằng là hiện tại DPS hệ hỏa đang không hề thiếu. Anh em có thể chơi từ hàng Legret tới nhân vật Limit cũ. Nhân vật đang hoạt động tốt tới cả những nhân vật 4 sao thuộc dạng 5 sao trái hình như là Sang Linh Thương Thần, cho tới nhân vật 4 sao xài tốt như là Yến Phi kẹp thêm hỗ trợ mạnh như là Dì Lan. Và khi Yomiya được grade up thì La Hoàn hay các thử thách cũng được bố trí để DPS hệ hỏa hưởng ké không ít thì nhiều. Nói chung ấy, về DPS hệ hỏa là khá nhiều. Tuy nhiên, để sử dụng cho một số trường hợp đặc biệt như là boss đơn hay là con thực thể lôi, thực thể sấm sét thì phải công nhận là Yomiya là một nhân vật ngon thực sự, là một nhân vật vượt trội. Cá nhân mình cũng muốn roll Yomiya, từ chuyện bắn bot tới chuyện đi giải đấu các kiểu. Nhưng mà thôi nào, chúng ta đang phải chọn một nhân vật mà đúng không anh em? Muốn chọn nhiều nhân vật thì nói thẳng ra là phải nạp tiền, và phải nạp rất nhiều tiền mới đúng. Còn nạp ít thì cũng không đủ roll đâu, nếu bạn không phải là núp chúa. Về Yomiya thì cá nhân mình đánh giá là nên roll. Nhưng xin lỗi Yomiya quá đen cho cô bởi vì dính tới quá nhiều banner thần. Phải nói đây là một nhân vật vô cùng đen đủi. Chính vì thế, trong trường hợp 3.2 này có thảo thần nên mình sẽ lựa chọn tư vấn anh em skip Yomiya. Anh em ít nguyên thạch hay là anh em chưa có điều kiện roll, có thể xài tạm các DPS hệ hỏa khác vẫn có thể chơi được. Vâng, tương tự với Yomiya thì Chai cũng là một nhân vật có đội hình mạnh. Có thể nói là rất mạnh vì sử dụng trung dàn nhân vật hỗ trợ bá đạo như là Bennett, Sangling, Kazuha các kiểu. Thì hoạt động của Chai rất ổn đúng không? Nhưng mà nói thẳng ra là với đội hình hỗ trợ như vậy thì nhiều nhân vật cũng có thể trở lên cực mạnh. Cá nhân mình hiện tại không có ý định roll Chai và lý do đơn giản là mình cảm thấy bản thân mình không cần nhân vật này. Anh em có thể roll Chai tùy thích và mình công nhận là anh ta có sức mạnh và đội hình tốt. Cá nhân mình hiện tại mình cảm thấy tài khoản của mình ổn khi mà ngay cả trường hợp không có anh ta. Giữa Chai và Yomiya có sự khác biệt ở đây, đó là trong giải đấu và đi map thì mình cần Yomiya hơn là cần Chai. Cho nên với mình là nếu như mình đã skip Yomiya rồi thì mình hoàn toàn có thể skip Chai luôn. Nói chung là mình không có nhu cầu roll nên là mình sẽ skip. Thế thôi. Thêm nữa thì Chai là một nhân vật rerun khá nhiều lần rồi. Mình cho là nếu như anh em thực sự muốn có nhân vật Chai ấy thì đã có thể có nhiều cơ hội roll trước đó rồi, không phải chờ đến tận bây giờ. Việc phải chờ tới bây giờ chứng tỏ anh em đã skip Chai trước đó vì nhiều lý do và vì nhiều nhân vật khác rồi. Và hiện tại thì anh em có thể sử dụng những cái lý do đó để skip nhân vật. Mình cho là anh em đã skip một lần rồi, vậy thì anh em có thể skip thêm vài lần. Vâng, và cuối cùng trong dàn nhân vật rerun còn Yamiko. Về Yamiko thì Yamiko là một trường hợp vô cùng đặc biệt mà không phải chỉ có mình nhận thấy. Nhiều người sở hữu Yamiko cũng thấy rằng đây là một nhân vật bị dìm hàng thậm tệ nhất từ khi ra mắt đến tận bây giờ. Đúng là bộ kỹ năng của Yamiko có vấn đề với chuyện kháng gián đoạn và chiếm sân khi sử dụng kỹ năng nguyên tố. Tuy nhiên cái điều này thì có thể khắc phục rất nhiều khi sử dụng cho các đội hình thích hợp. Theo mình thì một số đội hình phù hợp với lối chơi của Yamiko tới mức mà mình cảm giác rằng để kiếm nhân vật khác thay thế cho Yamiko và cho một cái trải nghiệm gần giống ấy là điều rất khó khăn. Nhất là đối với cá nhân mình. Vậy câu hỏi là tại sao người ta lại chê bai Yamiko nhiều tới như vậy? Bất chấp sự thật rằng nhân vật ngày càng nhận được nhiều sức mạnh hơn, từ đội hình tới thánh di vật tới phản ứng nguyên tố. Cá nhân mình thì không thể giải thích một cách thấu đáo về lý do tại sao người ta lại chê Yamiko nhiều hơn các nhân vật khác anh em ạ. Mình không có phép đọc suy nghĩ của người khác, mình chỉ có thể suy đoán thôi, và khi suy đoán thì có thể sai. Mình chỉ có thể cho rằng là có thể có những chê bai ác ý do những người không sở hữu nhân vật, kiểu chỉ xem thôi, chưa trải nghiệm chính thức. Hoặc là có anh em có Yamiko nhưng mà không phù hợp với cách chơi, build chưa tới hoặc là không muốn build, hay là dù build tới rồi nhưng không cảm thấy phù hợp thì có thể là dẫn tới những bình luận tiêu cực. Nói chung là có rất nhiều nguyên nhân. Còn cá nhân mình với tư cách là một người cầm Yamiko chơi rất nhiều, anh em cũng thấy, thì mình đánh giá rằng là Yamiko hiện tại có nhiều đội hình sử dụng tốt. Từ những đội hình đầu tiên kẹp với Zayden này, fit các kiểu, tới team điện cảm Yami, tới đội hình mới nhất liên quan đến hệ thảo chơi theo sinh trưởng, tăng cường và lan tràn. Tất cả những đội hình của Yamiko đều có thể đáp ứng tốt mọi mặt trận, từ boss tuần như Raiden Shogun, tới Cóc, tới Signora, tới La Hoàn đều ổn cả. Mình cho rằng là Yamiko, sức mạnh của cô nàng cũng xứng đáng được đánh giá tốt như Yomiya và Chai trong cái kỳ banner này.
Và trong tương lai thì các nhân vật hệ thảo còn ra mắt nữa, nên Yamiko vẫn có thể có cơ hội phát triển thêm. Nói đâu xa chúng ta có Thảo Thần ở ngay 3.2 đây. Cá nhân mình cho rằng Yamiko là một lựa chọn thú vị. Vâng, vì đã điểm qua các nhân vật Riran rồi, nên còn lại chúng ta chỉ còn một nhân vật nữa, đó chính là Thảo Thần. Về hiện tại Thảo Thần thì vẫn chưa phải là một nhân vật mà anh em có thể cầm chơi được. Chúng ta mới chỉ thấy được cùng lắm là từ các gameplay rồi video leak. Về các lý do lên chọn Thảo Thần từ trước khi ra mắt thì mình đã nhắc ở trong cái video 3.1 rồi. Ở thời điểm hiện tại với những buff và nerf mới nhất từ beta thì đã đang và sẽ có rất nhiều đội hình khai thác cái bộ kỹ năng của Thảo Thần. Mới nhất có đội hình Ganyu tan chảy đi cùng với Thảo Thần chơi thiêu đốt, nhìn hay ho lắm anh em. Và tất nhiên mình nêu cái ví dụ đó ra để nói rằng là những cái thử nghiệm đó nó có hiệu quả tới đâu hay chỉ là ảo mộng, chỉ là một cái ảo tưởng của ai đó thì chúng ta phải chờ review thực tế và chờ thời gian trả lời mới có thể biết được. Nhưng rõ ràng là tiềm năng trong nhiều cách sử dụng từ bộ kit của Thảo Thần là có thật. Và với vị thế là một nhân vật thần thánh mới, Thảo Thần sẽ là một con bài rất mạnh trong tương lai gần, đúng với mọi trường hợp về các nhân vật thần ra mắt từ khi họ ra mắt đến giai đoạn đầu. Ok, vậy tóm lại sau khi đưa ra các cái phân tích về các nhân vật thì để trả lời cho câu hỏi là nếu như chỉ được chọn một nhân vật trong phiên bản 3.2, nhân vật mình lựa chọn đó chính là Thảo Thần. Ten ten. Hơn nữa thì hiện tại nhân vật hệ thảo đang rất ít đúng không anh em? Lựa chọn nhân vật hệ thảo là thần của một hệ mới nhất theo mình là lựa chọn hợp lý hơn cả. Về Yamiko thì mình có nhiều đánh giá tích cực, có nhiều video gameplay, có nhiều video view đội hình các kiểu. Tại sao mình không khuyên anh em chọn ở phiên bản 3.2 này? Đơn giản đó là bởi vì mình không phải là người thích xúi người khác chỉ vì bản thân mình thích cái nhân vật đó. Mình tự cho rằng là mình là một người phân tích cố gắng trở nên khách quan. Mình sẽ tư vấn mọi người lựa chọn cái trường hợp mình cho là xứng đáng với Nguyên Thạch hơn. Và để skip Yamiko thì cũng không phải là không có lý do đâu anh em. Theo mình là có nhiều là khác. Một trong những lý do mà mình đã nói trong video trước đó là hiện tại hệ lôi DPS có quá nhiều nhân vật. Cho nên lựa chọn giữa Yamiko và Thảo Thần thì mình sẽ chọn Thảo Thần. Bởi vì với những đội hình bên trên ấy, Yamiko có thể bị thay thế bởi những nhân vật khác. Theo mình thì trường hợp này Yamiko giống hệt như là Yomiya vậy. Đó là các nhân vật hệ hỏa khác được thay thế, nhưng mà trong một số trường hợp, một số màn đánh boss thì Yamiko sẽ ngon lành, giống như là đánh mấy con sói ma vật chẳng hạn. Nói chung về DPS và sub DPS hệ lôi thì Yamiko không phải là lựa chọn bắt buộc, nó cũng giống như là Yomiya, giống như Chai thôi. Chỉ là cá nhân mình thích nhân vật hơn thì mình yêu ái và sử dụng nhiều hơn. Hơn nữa về Yamiko trong một số đội hình thì yêu cầu nhân vật cũng không phải là rẻ cho lắm. Ok, phần tiếp theo của cái video tư vấn lựa chọn nhân vật này thì mình sẽ trả lời một số câu hỏi mà trong trường hợp anh em không theo cái tư vấn mà muốn hỏi thêm. Câu hỏi đầu tiên đó là nếu như tôi không roll Thảo Thần và tôi muốn roll 3 nhân vật còn lại trong phiên bản 3.2 thì tôi lên roll ai? Thì theo mình ấy, đó là Yamiko này, Yomiya và Chai đều ngon. Cái này mình phải công nhận, mình tin rằng nhận định này là đúng. Cả 3 nhân vật ai cũng đều xài được cả và đều có đội hình của họ rồi. Nhưng mà nếu như anh em không chọn Thảo Thần ấy, thì mình sẽ tư vấn anh em chọn Yamiko hoặc Yomiya là cái tư vấn thứ hai của mình. Câu hỏi quen thuộc nữa đó là nếu như tôi skip cả 3.2 thì sao? Thì theo mình là cũng không sao cả. Bởi vì phiên bản 3.3 có thể là một cái banner hấp dẫn đối với anh em. Với tin đồn là Raiden Shogun và Môi Trẻ xuất hiện. Nhưng cá nhân mình thì sẽ không khuyên anh em skip Thảo Thần để roll Raiden. Bởi vì Raiden Shogun là một nhân vật mà đã rerun nhiều rồi, nhiều người sở hữu rồi. Còn Thảo Thần thì chưa ai có. Nên mình sẽ đề xuất anh em làm theo một cái kế hoạch như sau. Đó là anh em hãy roll Naida. Và nếu như anh em có nhân vật rồi thì anh em hãy tích Nguyên Thạch lại để dành để xem là cái thông báo và các cái thông tin về phiên bản 3.3 nó như thế nào. Nếu như có Raiden Shogun thì anh em hãy roll Raiden Shogun vì đó là một lựa chọn phải nói là cực kỳ tốt. Còn trong trường hợp anh em đã có Raiden Shogun rồi, anh em đã sưu tập các vị thần khác rồi, còn thiếu Naida thôi thì đơn giản rồi, vấn đề nó rất đơn giản rồi đúng không anh em? Ok, và mình nghĩ là tư vấn đến đây thì cũng đã là đủ rồi. Một cái video cũng không thể giải quyết hết được các câu hỏi và chính mình cũng không có cái tham vọng đó. Mình chỉ hy vọng là video có thể giúp anh em tham khảo được phần nào, giải đáp được phần nào thắc mắc. Ok, vậy cuối cùng thì anh em dự tính làm gì trong phiên bản 3.2? Anh em hãy để lại bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn anh em đã xem video này và xin chúc anh em may mắn khi roll các banner mới. Mình đã rất nghiêm túc đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video khác. Bye bye!